một chiếc đẩy Alley 4 kênh, một chiếc lưng tiếng Prel hàng đặt, một chiếc vang Gregutin hàng xịn công ty, một bộ mic không dây AMG mã số K1 hàng xịn công ty. Lời ca rất là sáng, rõ, nhẹ nhàng, không rú rít. Và các bác cảm giác là cái lời ca của em nó rất là sáng, đúng không ạ? Đó chính là chất của những đôi loa D-Topet Bass 30 tép leo. Đây là video thứ hai. Video này em xin phép là chỉ test phần lời ca, được không các bác? Còn sẽ có một video gần đây nữa, đúng không ạ? Em sẽ mở nội thất để mời toàn thể các bác của anh em tham khảo. Các bác và mọi người vừa được trải nghiệm chất âm của những đôi loa hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Anh Quốc, giá 19.600.000 đồng một đôi. 19.600.000 đồng kết hợp với một bộ mic không dây AMG, đúng không ạ, hàng xịn giá 4.500.000, một chiếc vang Gregutin hàng xịn giá 3.200.000, một chiếc máy lưng tiếng hàng đặt tên giá là 2.050.000, đúng không ạ, và một chiếc đẩy 4 kênh công suất rất là mạnh, công suất trên 1.000W một kênh nội trở 8 ohm, dòng đẩy size 2U các bác nhé, đây ạ, dòng đẩy size 2U. Chạy mạch class AB bản nâng cấp giá 9.500.000, là một trong những chiếc đẩy hàng mới nguyên xốp, được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay em cũng vừa làm một video đấy ạ. Thì các bác cũng biết rồi đúng không ạ? Các bác cũng đã theo dõi và tham khảo rồi. Em về thêm 32 chiếc đẩy nữa, đó là 32 chiếc đẩy 4 kênh Alley mã A41000. Đấy, hàng mới tinh các bác nhá, về thêm 32 chiếc nữa. Đấy, sản phẩm này thì em rất là tự hào, vinh dự giới thiệu thẳng này các bác, đó là sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch các bác nhá. Đầy đủ COCQ cho các bác và anh em. Mọi người hoàn toàn yên tâm để sở hữu sử dụng. Và sản phẩm này được bảo hành 1 năm cho các bác và anh em nhá. Đấy. Hôm trước thì nó về 20 chiếc 4 kênh thì em cũng bán là trên 10 chiếc rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay em về tiếp được thêm 32 chiếc nữa. Đấy. Và đây là phần nội thất, không có điểm chê các bác nhé. Không có điểm chê cho một chiếc đẩy, một chiếc đẩy phù hợp cho các bác sử dụng cho karaoke gia đình này. Anh em đi làm sự kiện ở đánh live array này, các bác làm trong phòng hát này, đúng không ạ, phòng KTV, đúng không ạ, rất là chất luôn. Alley A41000 đảm bảo cho toàn thể các bác là rất là chất lượng. Đó. Và trong video này chủ yếu muốn giới thiệu đó là những đôi loa bãi, đúng không ạ, rất là đẹp thưa này các bác, thùng gỗ sơn sần cát, tép leo quay 750, tiếng tép rất là sáng. Đấy, dòng bát tép Watford xịn, phân tần Watford xịn các bác nhá, em nhấn mạnh như thế, rất là chất lượng, giá 19.500.000. Và em quay một video trong buổi trưa ngày hôm nay thì có các bác nói rằng là loa này có hay hơn loa B3 không, thì em nói rằng là loa này nó hay hơn loa B3 các bác nhá, hay hơn B3X12i các bác nhé. Đấy, hay hơn nhiều luôn đấy ạ. Để em sẽ có một video test so sánh cho mọi người tham khảo luôn nữa. Đấy. Và em xin phép gửi lời chào các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp cho Âm Thanh A Luân nhé. Có địa chỉ tại Chu Thượng, Đồng Lạc, Chi Linh, Hải Dương ạ. Và em xin chào toàn thể các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một video tiếp theo ạ.